Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là BTXC nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đã start chatbot rồi. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join sao kênh iDrop nè, các bạn join sao các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn bấm start tiếp tục nè. Rồi. Phần mình get được 420.000 token BTC nữa. Khoảng 111 đô các bạn, khá là ngon đó. Rồi các bạn bấm vào bucket nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiếp theo các bạn join vào kênh Telegram Seller nữa nè. Rồi bạn join gọi bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn follow từ with fanpage và retweet nè, like retweet nè. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè. Các bạn like và chích dẫn tweet tăng 3 người bạn mình vào nha các bạn. Để mình kiếm 3 người bạn mình các bạn. Rồi, các bạn like, các bạn chích dẫn cho tweet nha các bạn. Dự án này nếu mà vậy là khá là ngon nha các bạn. Rồi, các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục, tập cần này đã có trên của market cap các bạn. Để mình check giá luôn các bạn. Hiện tại tập cần này với giá là 0.00002 cho một tập cần nha các bạn. Nó đang đi lên các bạn. Khá là ngon các bạn. Tiếp tục các bạn bấm don phần follow fanpage, rồi tiếp tục các bạn follow fanpage và điền lại username tại Twitter các bạn nha các bạn. Rồi mình đã theo dõi rồi các bạn, mình đã chích dẫn tweet rồi thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Account win VNH9 nè các bạn. Các bạn bỏ ra bằng cái máy của mình nó bị ấy của các bạn ơi. Rồi mình gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn bấm vào GDG xanh này sẽ khó xấu à. Phan các bạn để nó hỏi cái gì các bạn. Thì cái này nó hỏi tên người dùng tại Twitter của bạn có đúng không. Thì các bạn sai thì các bạn bấm dấu thăng các bạn chỉnh sửa. Còn mà đúng thì bạn bấm vào confirm nha các bạn. Ok, địa chỉ của mình đâu ta. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ với RC20 trên với chocolate nha các bạn. Phan các bạn. Sao kỹ ta, cái máy kỹ ta. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH trên với chocolate của mình nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Dù address nó hỏi này địa chỉ mình có đúng không, các bạn bấm confirm luôn nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm, check confirm nha các bạn. Để mình qua mình coi nó có gửi về cái email không các bạn. Để mình ok, nó không gửi email. Bạn bấm vào balance sheet check số cần mình kiếm được các bạn. Mình kiếm được 420.000 tốc cần nha các bạn, khoảng 105 đô. Bấm blast lại. Rồi tiếp tục các bạn vào withdraw đi coi ngày mấy sẽ withdraw. Vào ngày 6 tháng 3 nó sẽ phân phối nha các bạn. Có gì mình cập nhật sau cho các bạn nha các bạn. Blast lại coi. Ok các bạn, gì lấy ghép link, lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè những cái thằng để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đây đang kết thúc. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.